Tại khoa nội tiết cơ xương khớp Bệnh viện Lão Khoa Trung ương, trung bình mỗi ngày điều trị cho hàng chục bệnh nhân bị bệnh gút. 95% các trường hợp gút xảy ra ở nam giới, độ tuổi thường gặp trên 60 tuổi. Đa số bệnh nhân đã có biến chứng nặng, có vòng xoắn bệnh lý phức tạp, gặp bế tắc trong điều trị. Vì là Bệnh viện Lão Khoa Trung ương là một bệnh viện tuyến trung ương, tuyến cao nhất, nên là bệnh nhân đến với chúng tôi thì đều trong tình trạng là gút đã có biến chứng ạ. Và rất nhiều bệnh nhân là trong tình trạng là những hạt tu phi mọc rất nhiều vị trí, và thậm chí có những bệnh nhân mà đến ở trong trạng thái là không có thể tự đi lại được và bị sưng đau rất nhiều khớp. Có những bệnh nhân nặng hơn nữa thì là suy thận, thậm chí là tổn thương gan thận và có những biến chứng của quá trình điều trị gút. Theo thống kê, gút là căn bệnh khá phổ biến hiện nay, thực tế là khoảng 35% dân số, độ tuổi từ 45 tuổi trở lên. Nguyên nhân chính là do thừa cân béo phì, lười vận động, sử dụng nhiều thực phẩm dầu đạm, suy giảm chức năng thận, bị cao huyết áp, hội chứng chuyển hóa, uống nhiều bia rượu và sử dụng một số loại thuốc aspirin, thuốc lợi tiểu trong thời gian dài. Cái biến chứng là cái mà luôn luôn chúng ta sẽ cần phải quan tâm và sẽ cần phải dự phòng. Thế thì với những cái biến chứng thì ngoài các cái tổn thương về khớp gây ra do bệnh lý gút và do các cái tổn thương của hạt tô phi là các cái tổn thương về khớp có thể là không hồi phục được. Và tiếp theo nữa là cái biến chứng đó là các cái tinh thể này có thể lắng đọng tại thận. Khi mà nó thải ra thận thì và khi đó thì nó sẽ gây ra các cái tình trạng tổn thương thận và có thể gây ra tình trạng suy thận, sỏi thận do tinh thể urat và gây ra tình trạng suy thận do bệnh lý gút. Theo các bác sĩ chuyên khoa gút, để ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh và cải thiện những biến chứng nguy hiểm từ gút, cần chú ý chế độ ăn uống bằng việc thay thế các thực phẩm dầu purin, chất béo bằng những thực phẩm dầu chất xơ như rau xanh, hoa quả. Ngoài ra, cũng cần duy trì lối sống lành mạnh, nói không với rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích để đẩy lùi nguy cơ mắc bệnh.